Chào các chế, hôm nay thì tôi xin tiếp tục chương trình hộp sản phẩm. Tôi sẽ mở hộp sản phẩm, đó chính là dầu gội và xả của Garner, nhưng mà đây lại là sản phẩm giữ công thức là sáp ong. Thì đây là sản phẩm đi theo đường hàng xách tay, các chế có thể thấy đấy, sản phẩm rất nặng nhé. Đây các chỉ số 12 hộp 200 ml, các chỉ số đây, hãng đây, Garner Botanic Tegali, đây là các chỉ số rất rõ ràng, sản phẩm rất nặng. Đây các chị có thể thấy đây, đây 12 hộp 400 ml sản phẩm của hãng Garner Botanic Tegali. Thì sau đây thì tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Thì chúng ta đã biết là bộ dầu xả này là dần để tăng cường chăm sóc tóc, công thức độc đáo dầu gội sẽ đem lại hiệu quả tuyệt đối với tóc, mà nuôi dưỡng tóc mà không cần phải quá cầu kỳ, phù hợp toàn bộ tóc từ gốc đến ngọn. Liệu pháp chăm sóc tóc hư tổn nặng thì sữa ong chúa. Tôi sẽ mở được từ đâu nhỉ? Đây, chúng ta mở từ đây đi. Thì như chúng ta biết đấy, sữa ong chúa được biết là một loại tự nhiên giúp làm giảm trẻ ngọn được tóc, khắc phục tình trạng tóc bị hư hại, nuôi dưỡng tái tạo từ gốc đến ngọn. Tôi đang mở hộp sản phẩm rồi. Xả. Thì cùng với đó là sáp ong chúa là một thành phần độc đáo giàu chất dinh dưỡng sẽ thúc đẩy tái tạo tóc. Tóc của bạn sẽ được suôn mượt. Ống à? Hộp hơi bị xấu nhưng mà không sao. Đây. Rồi. Trước mặt các bạn chính là bộ sản phẩm dầu xả, và tôi cũng mở hộp luôn sản phẩm dầu gội đi. Sản phẩm rất nặng. Rồi. Các chế thấy đấy, đây là hai bộ sản phẩm gội và xả răng. Mỗi hộp là 12 sản phẩm, tôi đã mở hộp xong. Thì các chế có thể biết là thành phần của hai sản phẩm này thì là ong chúa và sáp ong, vitamin E và A, tạo mùi thơm nhẹ. Mùi thơm nhẹ nhé, mùi rất thơm luôn, đồng thời thấm sâu vào da. Thì xả chúng ta biết là cách sử dụng thì rất đơn giản thôi. Thì sau đây là tôi sẽ cho các bạn xem kỹ sản phẩm hơn. Trước tiên là dầu sản phẩm dầu gội sáp ong. Các chế thấy đấy, sản phẩm rất đẹp, có hình chú ong này. Các chế có thể thấy sản phẩm 400 ml của hãng Garnier. Đây là mã vạch, đây là các chỉ số. Wow, mùi cực thơm nha các chế nhé, mùi cực kỳ thơm ấy. Đây sản phẩm đây, hạn sử dụng tháng 10 2021, không biết các chế có nhìn thấy không, sản phẩm ghi rất mờ như tháng 10 2021. Còn đây là sản phẩm gỗ xả, một cặp rất đẹp. Sản phẩm này chắc chắn là cũng phải, đây là tháng 8 2021, sản phẩm cũng của hãng. Các chế có thể thấy đấy, hàng ngoại nhập thì đường nét và bao bì rất đẹp các chế nhé, không chê được vào đâu cả, không thể nói là bảo chê hàng Việt Nam, nhưng hàng ngoại thì người ta có một cái tiêu chuẩn gì đấy của người ta, tiêu chuẩn chất lượng của người ta chắc chắn sẽ cao, tiêu chuẩn có thể là xuất ra các nước châu Âu. Bộ sản phẩm này thì shop đang bán giá rất ưu đãi các chế nhé, về được rất ít, các sản phẩm này thường là về không được nhiều. Do vậy là các chế mua sản phẩm thì hãy để lại câu hỏi hoặc là nhắn tin gọi điện cho tôi sẽ tư vấn và ship hàng cho quý khách. Quý khách nhận hàng và xem hàng thoải mái rồi mới gửi tiền đúng sản phẩm như video. Các chế sau khi xem video này thì các chế nhớ là ủng hộ shop bằng cách là đăng ký kênh YouTube, và sau đó là chia sẻ để shop có thể làm các video. Thì sau đây là tôi sẽ dùng phần mềm iCheck, tôi sẽ
kiểm tra phần mã vạch của sản phẩm. Rồi. Đây, sản phẩm như vậy đã lên nhé, về chai dầu gội. Chiết xuất từ sáp ong chúa và sữa ong chúa. Đấy, ta chê đấy đấy. Sản phẩm đã lên rồi. Và tôi sẽ tiếp tục tái check sản phẩm này, nếu không được thì chúng ta sẽ dùng phần mềm. À, như vậy sản phẩm này có lên nhé. Xác là sản phẩm lưu. Đây, chúng ta có thể check được mã ở Google, đánh các mã lên thì lập tức sản phẩm sẽ hiện lên luôn nhé. Thì sau đây thì tôi không check mã. Ta chế ra đấy một cặp rất dụng 400ml nhé. Giá rất phải chăng, gội xả mùi cực kỳ thơm luôn. Các chế mở hộp ra đã ngửi thấy một mùi rất thơm và dễ chịu rồi. Các chế nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho shop. Có thắc mắc gì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi trong số điện thoại kia nhé. Cảm ơn các chế đã xem video. Chào các chế. Chúc các chế một buổi tối vui vẻ. Chào các chế.